Hi, xin chào các bạn. Đây là xe mà Bằng mới mua về đây các bạn, 80 đô. Đây, qua cho các bạn coi. Đây. Nó hơi cũ nhưng mà mới rửa lại nên là vẫn ok. Bánh nó hơi mòn rồi. Chân trống thì yếu. Chân trống yếu phải chỉnh lại mới đứng được. Bánh xe nó hơi mòn xíu. Đây, mua lại của một anh Mễ. Cũng còn có gai ấy, nhưng mà cái này nó hơi mòn. Khi nào không thả thay, bánh này nó nhỏ hơn cái bánh của chiếc kia thì nó có cái dàn lên số luôn Shimano, cái bộ lên số này của Nhật cũng ok lắm á. Okay. Bộ lên số này nó nhẹ, với cái xe này nó kiểu Whitley, cái loại mà có thể thay bánh nhanh đó. Đây, gạt cái này ra là xong. Ok. Thắng thì nó bị lỏng lẻo, hồi chỉnh lại cái thắng. Bên thì bị cạ, chắc do cái bánh nó méo. Nó chạy lâu ngày quá nó chưa cân lại được á. Chút nữa mình chỉnh lại luôn. Hiên thì cũng ok. Nó hơi chày, này nó bị té một lần á. Nãy hỏi nó bị té một lần nè. Nó còn cái vết nè. Nên là nó bán 80. Nè, chiếc này ngừng sản xuất rồi. Hồi trước nó có bán trong Costco, bây giờ nó ngừng ngừng bán à. Cái này nó có cái 500 để hít vô ở sau khi mà mình gấp lại, nhưng mà nó sao nó bị mất cái miếng 500 mà nó chỉ còn có miếng miếng sắt ở trước thôi, thiệt tình bó tay luôn. Cũng ok. Ok, cái cổ hơi lúc lắc xíu, chút chỉnh cái cổ lại không sao, cái này không sao. Ok, bây giờ thằng sẽ rửa cái xe này. Hay trong lúc đợi cái xe nó khô, Bằng quay cái vườn cây cho các bạn coi. Này đồ đồ nhà anh ta không nha, nhưng mà đồ nhà Bằng. Hàng chôm không, bánh tầm của nhà nè. Đây, cái ổi. Quá giờ trái. Đây, trời ơi, đã không? Trái này chín rồi nè. Đây chín rồi nè các bạn. Xíu ăn hái mềm rồi nè, hơi mềm mềm rồi nè. Ổi mà nó chín nó bóng rồi nè. Da nó căng nó bóng. Đây, chín rồi đó. Đây nè. Quá trời luôn, nhiều lắm mà. À, nhiều cây luôn. Đây có cây mận nè. Đây, qua cây mận các bạn ơi. Mận này. Đã. Chua chà, trái ngon quá. Okay. Còn đây là cây chanh. Cây này cây chanh. Chanh Mỹ các bạn, trái to thiệt to. Chanh, đây chanh Mỹ. À, chanh này nó không có thơm, không có nước nhiều giống như chanh Việt Nam mình, không có chua. Này cái bơ. Bơ. Cái này. Bơ. Đó, trái bơ. Trái bơ. Quá trời trái. Hôm bữa đếm cây này cũng hơn hơn 50 trái lắm. Chưa ăn được, chưa chín. Chưa già. Đây là cái vườn rau. Số rau này cái keo các bạn, lá keo nè. Cái này xào thỏi ngon lắm. Cây khổ qua. Cái này khổ qua. Đây, quay cây khổ qua cho bạn coi. Mấy trái khổ qua nè. Đó, tao. Đó. Đây cây seri. Đây. Seri. Đó. Đây cây ớt. Đây. Ớt này không biết trồng chúng cái giống gì mà nó dài thường thường. Nó dài. Nó dài ghê. Ở đây cây mận các bạn. Rồi coi cây mận. Mận nè. Đó, thấy không? Đó.
đó, quả thì trái luôn, đó quả thì trái luôn, thử trái không, thử trái ha, hay thử trái ăn coi ngọt không, cái trái này nằm quỳnh buồn, tội nghiệp nè, trái, hả, tội nghiệp nằm con mình, thử, khỏi sạch quất lên, ngon, ừ, ngon, hột đen các bạn, hột đen. Hộp trồng được luôn á, hộp đen nó hơi chát chát ngọt ngọt chứ nó không có lạc. Đây cây sơ ri các bạn, bữa bằng đó bằng đi chôm đồ nhà là cái này nè, sơ ri chôm lòng của nhà chôm cái non à, chưa chín đâu, trái còn lâu mới chín hết rồi, qua mùa hay bữa chín quá trời rụng hết. Này cây táo tàu, đây táo tàu hôm bữa quá thì trái rụng, nó rụng xuống đây nhìn lên cây con nè, đây các bạn cho bạn coi cây táo tàu con nè, bữa nó chín nó thòng ở nhà quá trời luôn, giờ nó rụng hết rồi, hay còn trái chín nè, hết mùa rồi các bạn. Ok rồi bây giờ đi vô coi coi cái xe nó khô chưa, mình xử cái xe thôi. Cái đu đủ, trời ơi, cái đu đủ này trồng chắc cũng khoảng dài một năm nữa mới có ăn á, đu đủ các bạn. Ok, đây cây nhãn bữa bằng chụp, bữa bằng chụp, bằng chụp các bạn coi cây nhãn, hai hết rồi, hết trái, yeah, cây nhãn, hết trái, yeah, trời, thử trái không, thử trái, ấy da, chưa chín mà. Này. Này cây mãng cầu sim. Đây, xong rồi mới chừng nào mới ăn. Mãng cầu sim. Cây rau lá ngót nè. Rau ngót. Đây, quay cho bạn coi cây ngót. Cây này lâu lâu ra hái vô nấu canh ăn ngon lắm các bạn. Coi nó nhìn nó eo uột vậy thôi chứ ra nó ra lá ghê lắm nha. Khoảng 2 tuần là nó đầy lá, 2 tuần là hái một lần. Ngon. Ok, rồi, đi rửa xe tiếp thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.